Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo các sở ngành, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi thuyền dọc sông Thu Bồn để kiểm tra việc khai thác khoáng sản tại chân cầu giao thủy huyện Đại Lộc. Huyện Đại Lộc có nhiều khoáng sản nhưng lại thiếu cát, sỏi, phục vụ xây dựng. Thủ tục về thời gian cấp phép thăm dò và khai thác quá lâu. Điển hình như khu mỏ của công ty Quang Cử được cấp phép thăm dò từ 2015, nhưng đến 2020 mới cấp phép khai thác. Đây là nguyên nhân khan hiếm vật liệu săn lấp. Quy trình về việc triển khai cái này còn rất là nhiều vướng mắc. Cái này sắp đến thì sẽ sở tham mưu cho đoàn đại biểu Quốc hội liên quan đến cái việc thông qua cái luật đấy để chúng ta đảm bảo thế nào đó mà khi quá trình cấp phép đến từ khi cấp phép thăm dò đến cấp phép khai thác nó phải có một lộ trình ngắn để đảm bảo quy định. Thì hiện nay luật cũng có thật bên phước là chúng ta đảm bảo ngõ luật đảm bảo ngõ cái việc này. Đại diện huyện Đại Lộc cho biết quản lý nhà nước còn khó khăn do hệ thống luật, văn bản pháp quy còn thiếu, chậm ban hành và chồng chéo. Có những cái nghị định thông tư thì cái thời gian mà luật mới ra thì ban hành tương đối là chậm. Nhưng mà mới ban hành ra thì lại tiếp tục thay đổi bổ sung. Cho nên là chúng tôi thật sự là bộ thực về văn bản nhưng mà theo không kịp văn bản điều chỉnh. Đại biểu Quốc hội ghi nhận những nỗ lực của địa phương, doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật, khắc phục khó khăn để khai thác khoáng sản. Với những bất cập về luật, đoàn sẽ tổng hợp kiến nghị chỉnh Quốc hội.